con làm đà rồi. Con đang bụng. Rồi gọi đầu ông ơi, ghé tay ngồi gần mày, mày đọt đọt, không biết gì tên nữa. Anh à, lạnh đi em ơi. Đó, đúng rồi. Anh Trương chửi nó như cái rung rồi mà. Em lấy đi, bà chị. Có tóc còn sợ nó cạo trời. Đây, lấy đây. Cả có cắt không? Hả? Cả có cắt không? Chắc có. Ốc cá chưa? Không biết là cắt này hay để nuôi dài, uống thôi, nó dài đâu. Tóc mà đi mang kiến vô rồi sao thấy được, không cỡ kiến thì ông cũng nội. Mấy anh em nào có những cái chuyện như thế thì đều sẽ tham gia cái đội chuyên nghiệp. Thì như có mẹ là anh ta cắt mắt đi. Cắt mắt ra. Trời ơi. Thách là đi cắt mắt luôn á. Nhấn có gì đâu, nhấn lên cái này xong rồi. Đừng bị ấn chuyện như thế. Thách là cái ở đây chắc là đi cắt thẻ luôn quá. Đó là đó. Đầu năm giờ cắt tóc có đúng khoảng. Đâu có hay đâu. Mệt quá. What? Tóc tóc nha. Đâu có hay đâu mà phải kiếm gì. Em tên gì?
Phương. Mốt anh vô em gọi đầu cho anh nha Phương. Anh thích những người tên Phương. Vậy hả? Đặc biệt là nữ thôi, chứ còn nam thì... Nam còn trẻ trâu không? Em cao thì nó cũng như vài ngày nó lên nó không đều. Cắt trước đi. Cắt trước đi rồi. Nhà bác học mà. Mấy nhà bác học mà hay chơi dài lắm á. Nhiều chữ đây. Mình không hiểu chữ. Mày là đi đâu ấy? Mày là về à? Nào nấu không? Nấu không à? Đó, anh cũng ngủ đâu? Anh cũng ngủ đi. Anh cũng chịu nhộm trước thì người ta móng tay. Nhộm trước móng tay là ổng đỡ, cũng gần xong rồi. Bây giờ mới lên đầu. Bây giờ mới lái tiếp. Sáng làm cho anh đấy. Cứ đêm đó thì sáng đến chiều. Về cây chưa? Hôm 8 cái tóc được này. Phương nè, chén lên rồi. Ủa, rồi rau chứ tính nhậu, để lại rau quá. Nó buồn tá, kiếm gì đó cắt rau, tóc là một đêm. Trời, hôm nay tự nhiên có duyên luôn ha. Khai trương xong cái dòng ông Phương Trí. Hôm nay bên này cũng khai trương này á. Ờ, vậy là ngon rồi, vậy là hôm nay mình anh em mình ai cũng phát lọc rồi. Đây, tôi với ông Vũ Trí tính làm dầu gội đầu, mọc tóc. Nãy mới nói Phương với nó làm bát về quảng cáo sao đó. Phương 3 giờ chiều đi cả hai đơn sở luôn. Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Bên anh em trọn đời săn sóc đau thương. Vậy là cấp bộ chức đến cao nhất Sài Gòn.